Nơi đang xảy ra cháy nổ kinh hoàng này là khu vực biên giới Việt Lào, cụ thể là ở khu vực cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và Đen Savan, tỉnh Savanakhet của Lào. Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị xác nhận vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 3 tháng 12 năm 2020. Khi đó, lực lượng hải quan Lào đang kiểm tra một chiếc xe chở hàng nghi có pháo lậu. Trong quá trình kiểm tra thì bất ngờ pháo phát nổ gây cháy các xe xung quanh và cháy luôn cây xăng gần đó. Hậu quả ban đầu về người được xác định có một cán bộ hải quan nước bạn đã tử vong và có 4 người khác bị thương nặng. 4 người bị thương đều là công dân Việt Nam, hiện đang được đưa về cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.